Nissan Patrol 2025 nâng cấp toàn diện, đấu Toyota Land Cruiser 300. Ra mắt vào năm 1951 và trải qua tới 6 thế hệ, mẫu xe SUV Nissan Patrol của Nhật Bản không phải là cái tên xa lạ đối với những thị trường ưa chuộng SUV cỡ lớn như Mỹ hay Trung Đông. Tuy nhiên, doanh số và tầm ảnh hưởng của mẫu xe SUV cỡ lớn Nissan Patrol đã sụt giảm đi khá nhiều bởi công nghệ và trang bị lạc hậu so với các đối thủ như Toyota Land Cruiser hay Ford Expedition. Trước tình hình đó, Nissan đang lên kế hoạch giới thiệu Patrol thế hệ thứ 7 với sự nâng cấp toàn diện cả về trang bị, thiết kế và động cơ. Trong báo cáo tài chính mới nhất, Nissan hé lộ Patrol thế hệ mới sẽ ra mắt vào khoảng tháng 10 năm 2024 và tháng 3 năm 2025 tại thị trường Mỹ. Mẫu SUV này cũng sẽ được giới thiệu tại các thị trường Úc, châu Á hay Trung Đông sát khoảng thời gian nói trên. Trước đó, Nissan Patrol 2025 mới cũng đã nhiều lần bị bắt gặp chạy thử. Xe sở hữu kích thước lớn hơn thế hệ trước và thiết kế hiện đại hầm hố. Nội thất xe cũng được bổ sung nhiều trang bị xịn sò, hứa hẹn đủ sức cạnh tranh với Land Cruiser 300 series. Về khả năng vận hành, mẫu SUV cao cấp nhất của Nissan đã được xác nhận sẽ sử dụng động cơ xăng V6 tăng áp kép 3.5 lít, thay thế cho máy V8 5.6 lít ở thế hệ trước. Tham khảo từ Infiniti QX80, động cơ mới có công suất 450 mã lực và mô men xoắn 698 Nm. Những con số này cao hơn đáng kể so với đối thủ Toyota Land Cruiser 300, sức mạnh đạt 409 mã lực, 650 Nm. Nissan vẫn đang tỏ ra chậm chân về công nghệ điện hóa khi cho biết rằng Patrol đời mới vẫn chưa có động cơ hybrid. Phiên bản thuần điện cũng sẽ chưa xuất hiện trên mẫu xe này ít nhất cho đến năm 2028, thời điểm mà hãng xe Nhật Bản dự kiến phát triển thành công pin thể rắn.